Hello, xin chào anh em. Chúng anh em đây là Kawasaki Z1000R. Đây là một phiên bản đặc biệt của Z1000. Và chiếc xe chúng anh em đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản R với màu tem là xanh, đen mờ và xám xi măng. Thì màu xám xi măng đây là một màu hot của những năm gần đây. Và ở phiên bản R này thì chiếc xe nó có thêm phanh Brembo và phuộc sau Olin. Và trong cái động cơ của chiếc xe thì kỹ sư đã tinh chỉnh vòng tua nó nhẹ hơn so với phiên bản thường, và chiếc xe này có thể đạt tốc độ trên 250 km/h. Và như anh em cũng đã biết thì mẫu Z1000 này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014, và cho đến năm 2020 thì chiếc xe nó vẫn chưa có gì thay đổi về ngoại hình, mặc dù chiếc xe nó đã nâng cấp thêm một số món đồ chơi như là xi nhan đã chuyển sang là xi nhan LED, và đồng hồ của chiếc xe nó có báo số. Và những năm 2016 trở về trước thì chiếc xe nó sử dụng tai đèn xi nhan là bóng halogen và không có báo số. Và ở đời mới này thì chiếc xe nó có bộ côn khá là nhẹ, xe được trang bị bộ nồi chống trượt Slipper Clutch giúp cho anh em dồn số gấp mà không bị khóa bánh sau. Và ở phiên bản R, phiên bản Edition hiệu suất cao này thì chiếc xe nó được trang bị thêm bộ phanh Brembo giúp cho anh em hãm chiếc xe này lại một cách nhanh chóng. Và anh em có thể thấy cái phần đầu đèn của chiếc xe nó rất là nổi bật, nó khác biệt so với đời 2013 trở về trước. Thì ở đời 2013 trở về trước thì chiếc xe nó sử dụng là bóng halogen, còn ở đời 2014 tới nay thì cái bóng của nó là bóng LED. Đây anh em có thể bóng pha code là LED hết, anh em có thể nhìn thấy ha. Và ban đêm thì cái đèn này nó sáng rất là đẹp. Và đây, ở phía đằng trước, ở phía bánh trước thì chiếc xe nó được trang bị hai con heo Brembo. Thì heo Brembo này thì nó hãm rất là tốt, giúp cho anh em thắng lại khi đi tốc độ cao ở một quãng đường ngắn nhất. Và cái đĩa này cũng là đĩa của Brembo luôn, đĩa thắng của Brembo. Và mâm của xe thì nó vẫn là 17 inch và kích thước lúc trước là 120. Xe này nó sử dụng phuộc trước là phuộc Showa nha mọi người. Phuộc Showa có thể điều chỉnh được độ nặng nhẹ khi anh em đi tour, đi track. Và bên cạnh đó đây là khối động cơ, khối động cơ hơn 1000cc. Khối động cơ này nó cho công suất là 142 mã lực, thì nó cũng không có gì thay đổi so với đời 2017-2018. Chỉ có điều ở bản R này thì kỹ sư tinh chỉnh cái vòng tua của chiếc xe nó lên nhanh hơn. Và chiếc xe này có phong cách là Tsugumi, cho nên anh em có thể thấy là chiếc xe nó rất là hầm hố, kiểu dáng giống như là một con quái vật, rất là ngầu. Và điểm đặc trưng của Z1000 đó là hai cái bô đôi nằm hai bên trong chiếc xe, nó rất là cân đối, rất là cân xứng. Và cái bô này nếu mà móc lên thì nghe âm thanh nó rất là hay, nghe rất là uy lực. Và ở phần phuộc sau thì chiếc xe nó đã trang bị là phuộc Olin. Đây, phuộc Olin có bình dầu. Thì bình dầu này nó có thể điều chỉnh được độ nặng nhẹ của phuộc ở phía sau, giúp cho anh em đi hai người hay là đi một người thì nó đều cho cảm giác tốt khi anh em vào cua hoặc là đi những cung đường xấu. Và chiếc xe này nó cũng có trọng lượng là 221 kg, nó cũng tương đối là nặng. Và khi mà đổ xăng đầy bình 17 lít thì chiếc xe nó còn nặng hơn 230 kg. Xe thì trang bị được phanh ABS trước sau nha. Đấy, phanh sau thì phanh heo dầu Nissin, nó không có được trang bị là phanh Brembo như phía đằng trước. Và mâm của chiếc xe thì là mâm chữ Y. Đấy, rất là đẹp. Và kích thước của lớp sau này là 190, đường kính mâm vẫn là 17 inch.
đây là phiên bản R. Thì phiên bản R này nó có 3 màu như anh em đang coi. Còn phiên bản thường thì nó chỉ có một màu đen, một màu đen và phối với sợi chỉ tem màu đỏ thôi. Còn phiên bản R này thì nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó thời trang hơn. Đây là phía trên thùng xăng thì được sơn một màu đen mờ, một màu đen nhám. Rồi cái dọc sống lưng thì nó được ốp một miếng nhựa màu xanh đặc trưng của Kawasaki. Đấy, và các tem thông số của chiếc xe đều đầy đủ và sản xuất. Họ khuyên chúng ta là dùng xăng 95, E5 hoặc là E10 đều sử dụng được. Và ở trên bình xăng này nó còn trang trí thêm cái tem. Cái tem này mục tiêu của nó, mục đích của nó là giúp cho giảm thiểu độ bị chày bình xăng và cũng là trang trí cho đẹp. Đây, và khi anh em ngồi thực tế ở bên ngoài thì chiếc xe nó có cái phần yên cũng tương đối là thấp. Chiều cao yên chỉ có 821mm thôi. Và nó là dòng nách cho nên anh em ngồi rất là thoải mái. Và bộ tay côn của xe thì nó còn có các số, các cấp số để tăng chỉnh độ nặng nhẹ của tay côn. Và ở đời mới này thì cái tay côn của nó khá là nhẹ. Từ đời 2017 trở lên thì tay côn nó bóp khá là nhẹ. Và hiện tại thì chiếc xe này có giá bán chính hãng là 459 triệu, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Nếu anh em ở thành phố thì phí đăng ký là khoảng 28 triệu. Còn các anh em ở tỉnh, ở huyện thì mức phí đăng ký có thể thay đổi tùy vào hộ khẩu của anh em. Và hiện tại thì bên Max Moto đang có chương trình áp dụng khuyến mãi, đó là tặng voucher 12 triệu để cho anh em có thể mua xe, mua đồ chơi gắn thêm cho chiếc xe này. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với số điện thoại để được tư vấn nha. Xin cảm ơn anh em.